Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Nguyên. Trong video này thì Nguyên sẽ hướng dẫn cho bạn các cách để có thể tạo được một kênh YouTube cho riêng mình. Thì đầu tiên để có thể tạo được kênh YouTube, các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái tài khoản Gmail của Google nhé. Nếu bạn nào chưa có tài khoản Gmail thì hãy xem cái video hướng dẫn cái cách đăng ký tài khoản Gmail dưới đường link bên dưới phần mô tả video này của mình. Các bạn đăng ký xong tài khoản Gmail rồi thì các bạn sẽ truy cập vào cho mình giúp cho mình cái trang là youtube.com. Đây, nó sẽ giống như này nhé, youtube.com. Thì giao diện của nó sẽ hiển thị ra như này. Ở đây thì mình hướng dẫn cho các bạn trên cái nền tảng của máy tính, còn trên máy điện thoại thì nó cũng tương tự các bạn nhé. Thì các bạn thấy ở bên phần góc bên tay phải này, nó có phần đăng nhập này. Các bạn sẽ ấn vào phần đăng nhập cho mình. Và các bạn sẽ ấn vào cái địa chỉ email của các bạn mới tạo xong đấy. Thì ở đây mình sẽ chọn một cái địa chỉ email của mình nhé. Ok, rồi mình điền địa chỉ mail này và mật khẩu, sau đó mình ấn là tiếp tục để mình đăng nhập vào cái tài khoản Google. Ok, sau khi mà mình đăng nhập xong rồi nhá, mình sẽ kích vào cái biểu tượng có cái logo này. Đây là do tài khoản Gmail của mình đã có cái logo ấy, hình ảnh ấy nó hiển thị ra. Còn các bạn chưa có gì thì nó sẽ là màu trắng nhé. Các bạn kích vào đây cho mình. Rồi, sau đó các bạn ấn vào phần tạo kênh. Đây, ở bên góc bên tay phải này nó sẽ có phần tạo kênh này. Rồi, kích vào nhá. Và mình sẽ ấn vào phần bắt đầu. Rồi, ở đây thì nó sẽ có cho mình hai cách để chọn này. Một là mình sẽ sử dụng tên của mình. Tên của mình là cái tên mà khi mình đăng ký tài khoản Gmail ấy, mình điền như thế nào. Thì khi mình chọn sử dụng tên của mình thì nó sẽ điền đúng như vậy luôn, nghĩa là nó sẽ không đổi. Còn nếu như các bạn muốn tùy chỉnh theo cái tên khác thì các bạn ấn vào cái phần sử dụng tên tùy chỉnh và các bạn ấn vào chọn. Rồi, bây giờ mình sẽ gõ cái tên kênh nhé. Thì ở đây mình sẽ chọn để tên kênh, ví dụ như mình để là kiếm tiền online đi. Mình đặt tên là kiếm tiền online. Sau đó mình tích vào cái biểu tượng này. Đó, tôi đồng ý này và mình ấn vào tạo. Rồi, ở đây nó đã báo là nó đã tạo cho mình một cái tài khoản kênh kiếm tiền online rồi. Và bây giờ mình sẽ cần làm theo các bước sau để hoàn thiện cái kênh này. Đầu tiên thì mình sẽ phải tải cái ảnh hồ sơ của mình lên. Mình sẽ tích vào đây để mình chọn một cái ảnh nhá. Đây, ví dụ như này đi. Ok. Sau đó thì mình sẽ viết cái mô tả qua ở kênh ở đây. Ví dụ như là hướng dẫn kiếm tiền online. Rồi. Và ở đây thì nó sẽ có cái phần thêm đường liên kết đến trang web. Các bạn có thể điền luôn ở đây, ví dụ nếu các bạn có website ở đây, hoặc là các bạn điền Facebook của các bạn này. Đó, điền tên Facebook này, Twitter này và Instagram nếu như các bạn có nhá. Đây mình sẽ điền vào cho các bạn luôn. Đây, mình điền của mình vào. Đây là cái đường đường link của mình nhé. Mình đã có tài khoản Facebook này, Squid và Instagram rồi nên mình sẽ điền vào. Và đây nếu mình có trang web thì mình sẽ điền vào đây. Mình sẽ có một cái trang web như này. Đó. Mình sẽ điền vào cái URL này. Sau đó mình sẽ ấn vào lưu và tiếp tục. Bây giờ thì mình đã tạo xong một kênh YouTube và mình có thể tải được cái video lên. Thì bây giờ để tải được video thì các bạn sẽ ấn vào đây, tải video lên này. Đấy. Rồi. Những cái giao diện này là do các bạn mới đăng ký nên nó sẽ giới thiệu qua cho các bạn để hướng dẫn cho các bạn cách để tải tạo video lên. Đó, sau đó mình tắt đi nhá. Bây giờ mình sẽ ấn vào chọn tên này. Và mình sẽ tìm khi các bạn có một cái video nào đó các bạn muốn đăng lên ấy thì các bạn sẽ ấn vào cái video mà các bạn muốn tải lên. Thì ở đây mình đến mua cho các bạn thì mình sẽ chọn một cái video bất kỳ nhá. Rồi, ví dụ như mình chọn một cái video bất kỳ đi, mình đến mua cho các bạn này. Thì khi mà một cái video nó đăng tải lên ấy thì nó sẽ cần cái thời gian load của nó. Khi nào nó load được 100% rồi nhá thì nó sẽ xử lý video của các bạn dưới dạng là SD.
để cái chất lượng hình ảnh tốt nhất thì các bạn xem này, khi nào cái này tải nha, nó đã báo là đã xử lý xong rồi ấy, thì lúc đó là các bạn đã tải thành công. Thì bây giờ mình sẽ điền thêm những cái thông tin chi tiết vào video của mình. Tiêu đề là cái phần để mà các bạn giới thiệu về cái video này đang nói về chủ đề gì. Ví dụ như trong một cái video này của mình này, thì cái phần ở trên cùng này nó sẽ là tiêu đề. Đó, thì khi các bạn điền vào cái nội dung này, nó sẽ hiển thị ra. Ví dụ ở đây mình sẽ ghi là hướng dẫn kiếm tiền đi online. Đó, đây là một cái tiêu đề nhá. Và cái mô tả này thì các bạn sẽ mô tả thêm là trong cái video này các bạn sẽ nói về cái chủ đề gì. Ví dụ như là trong, bạn cứ điền thêm là trong video này mình sẽ chia sẻ về chủ đề kiếm tiền online. Đó. Hoặc ngoài ra thì các bạn có thể mô tả thêm chi tiết là trong cái video này mình nói gì, để cho những người xem người ta có thể biết được qua là video mình đang muốn truyền tải cái thông tin gì trước khi mà xem cái video của mình. Đó thì các bạn sẽ tự mô tả nhé. Và ở bên dưới này là cái phần hình thu nhỏ. Hình thu nhỏ có nghĩa là khi mà các bạn, đây các bạn để ý này, những cái video này này, người ta đều có những cái hình thu nhỏ là cái hình mô tả trước cho cái video ấy, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu như các bạn không làm hình mô tả ấy, thì nó sẽ không có theo ý mình, mà nó sẽ cắt một phần trong cái video của bạn bất kỳ, để nó sẽ giới thiệu qua. Ví dụ như khi mà các bạn vào trong cái video mà nó không nhìn thấy những cái hình ảnh như này, mà nó sẽ cắt bất kỳ một phần trong cái video của mình lên ấy, thì nhìn cái video nó không được đẹp. Đó, thì trong cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể tạo được những cái hình ảnh thu nhỏ để đại diện cho cái video của mình. Ở phần hình thu nhỏ này mình sẽ tải một cái hình lên nhé. Thì mình sẽ làm mẫu cho các bạn này. Ví dụ như là mình sẽ chọn một cái hình mà mình đã tạo sẵn rồi. Đó, ví dụ như mình lấy một cái hình này đi. Tại sao bạn nên làm YouTube YouTube ngay lập tức? Cái này thì là, đây là mình làm mô tả cho bạn thôi nhá. Còn khi mà chủ đề video của bạn nói về cái vấn đề gì ấy, thì các bạn hãy làm cái ảnh mô tả này và có cái chữ mà nó liên quan đến cái video của các bạn cần muốn truyền tải đến cho những người khác. Rồi, sau khi các bạn tải được cái hình thu nhỏ rồi thì các bạn sẽ ấn vào cái phần các lựa chọn khác này. Đó, để mà video của bạn sẽ thu hút được nhiều người xem hơn và giúp cho các bạn SEO cái video này lên trên các mạng tìm kiếm. Ví dụ khi một ai đó người ta tìm những cái nội dung liên quan và nó sẽ hiển thị ra được cái video của bạn, thì các bạn sẽ thêm cái thẻ từ khóa mà các bạn cần chèn vào đây. Đó, ví dụ như là video các bạn muốn nói về chủ đề hướng dẫn kiếm tiền online thì các bạn sẽ nên thêm vào những cái thẻ liên quan đến cái từ khóa kiếm tiền online. Ví dụ như các bạn sẽ gõ là kiếm tiền online này, và sau mỗi cái từ khóa các bạn sẽ ấn dấu phẩy nhé. Đó, kiếm tiền online không dấu, kiếm tiền online có dấu này, kiếm tiền tại nhà này. Đó rồi, và rất là nhiều những cái từ khóa khác mà các bạn cảm thấy rằng khi mà người ta tìm kiếm nó sẽ liên quan đến chủ đề video của bạn, thì các bạn hãy điền vào trong cái phần thẻ mô tả này. Rồi, sau khi mà các bạn điền xong thẻ mô tả rồi thì các bạn sẽ ấn vào phần tiếp theo. Cái video này của mình bạn cái video này nhé, đang xử lý 42% thì nó vẫn chưa chưa có thể hoàn tất được đâu, nhưng mà trong quá trình nó đang tải lên thì mình sẽ hoàn thiện những cái phần mô tả cho video của mình. Sau đó mình ấn vào phần tiếp này. À, ở đây nó sẽ có cái phần này, video này có dành cho trẻ em hay không, thì các bạn ấn vào phần không nhé. Đó, không dành cho trẻ em này. Sau đó các bạn ấn vào phần tiếp theo. Và các thành phần của video này, ở đây thì nó sẽ có hai cái mục này, thêm màn hình kết thúc và thêm thẻ. Màn hình kết thúc có nghĩa là ví dụ như các bạn có nhiều video mà mỗi một lần khi mà khách hàng truy cập vào trang của bạn xem đến đoạn cuối này và các bạn muốn người ta xem thêm những cái video khác ấy, thì các bạn sẽ chèn Đây là thêm, những kinh nghiệm của mình. những cái video dưới bên bên dưới, nghĩa là đằng sau khi mà cái màn hình nó gần kết thúc ấy, thì để cho những khách hàng khác hoặc là những người xem người ta có thể truy cập để xem thêm những cái video khác trong cái kênh của các bạn. Thì các bạn sẽ vào cái phần thêm màn hình kết thúc nhé. Thêm màn hình kết thúc thì các bạn sẽ ấn vào nhập nhập từ video này. Sau đó vào ở cái thêm thẻ này, các bạn cũng có thể thêm được những cái nội dung liên quan đến cái video của bạn.
Thì ở đây để có thể thêm được ấy, thì nó yêu cầu của mình này là mình chỉ có thể hoàn tất các bước này khi mà hệ thống đã xử lý xong cái phiên bản độ phân giải chuẩn SD, có nghĩa là ở đây bây giờ nó đang xử lý được 56% nhé. Còn 4 phút nữa thì mình sẽ chờ 4 phút nữa mình sẽ thêm cho các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ ấn thêm tiếp tục này ở cái chế độ hiển thị này. Thì ở chế độ hiển thị này nó sẽ cho các bạn lựa chọn này, một là các bạn chọn cái video này các bạn đăng lên chỉ để các bạn xem thôi. Nếu các bạn muốn, ví dụ như các bạn muốn lưu giữ một cái kỷ niệm gì đó trên cái kênh YouTube nhưng mà các bạn không muốn người khác xem thì các bạn sẽ chọn là riêng tư. Riêng tư thì chỉ có bạn và những người mà bạn muốn chia sẻ mới xem được video này. Ví dụ như bạn muốn chia sẻ riêng tư với một ai đó thì các bạn sẽ thêm cái phần email của người mà các bạn cho người ta xem ấy vào đây. Sau đó các bạn ấn vào xong. Đó. Còn nếu mà các bạn chỉ muốn một mình các bạn thôi thì các bạn ấn vào riêng tư. Rồi, thứ hai là các bạn ấn vào không công khai. Đó. Không công khai có nghĩa là các bạn đăng lên kênh YouTube, tuy nhiên là chỉ khi mà bạn chia sẻ cái đường link video này đến với người khác thì người ta mới có thể xem được. Còn những người khác khi mà vào cái kênh này của các bạn ấy cũng sẽ không nhìn thấy cái video này nhé. Còn ở chế độ thứ ba là chế độ công khai. Công khai có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể xem được video của bạn trên cái kênh của bạn khi mà mọi người vào kênh để bạn xem. Khi mà mọi người vào kênh để xem video này. Rồi, thì thông thường ấy mình sẽ chọn chế độ là công khai. Và nếu như các bạn muốn cái kênh video của mình lên một cách đều đặn hàng ngày, ví dụ như là ngày nào cũng sẽ ra video vào đúng một cái giờ nào đó thì các bạn sẽ chọn vào cái phần lên lịch. Đó, lên lịch có nghĩa là ví dụ như hôm nay các bạn up lên khoảng 5 6 video nhưng mà các bạn không up lên một loạt luôn mà các bạn sẽ chọn từng ngày nó sẽ lên, nó giống như là các bạn đăng lịch lên bài ở trên cái trang của Facebook ấy. Đó, thì mình sẽ chọn cái lịch này, ví dụ như là mình chọn vào ngày ngày mai này, đó, và cái thời gian là bao nhiêu giờ này. Đó. Và những cái video khác mình cũng cùng đăng một thời gian nhưng mình sẽ không cho nó hiển thị luôn một loạt và mình sẽ đăng từng cái thời điểm thì mình sẽ chọn lên lịch. Cái tính năng này nó sẽ phù hợp cho những bạn nào mà sản xuất video và không có cái thời gian căn chính xác để đăng video thì mình cũng hay chọn cái chế độ lên lịch này để cho video nó sẽ ra một cách đều đặn nhất. Còn ngoài ra nó có thêm một cái phần đặt làm video công chiếu. Đó, khi mà các bạn chọn cái chế độ đặt làm video công chiếu này thì khi mà video của bạn xuất bản ra một cái thì các bạn có thể xem được là trong video này đã có những ai, số lượng người đang xem là ai. Đó, và các bạn cũng có thể cùng xem và cùng trao đổi với những cái người trong cái chương trình mà đặt làm video công chiếu này. Rồi, sau khi mà các bạn đã hoàn tất xong ba cái phần này, thông tin của video này, đấy, các thành phần của video ở bên cuối này và cái chế độ hiển thị này. Rồi, và các bạn chờ nhá, nó xử lý được 100% thì các bạn sẽ ấn vào phần lên lịch nếu như mà các bạn lựa chọn lên lịch nhé. Còn nếu các bạn chọn công khai luôn ấy, lưu hoặc xuất bản luôn này và ở chế độ là công khai này, đó thì các bạn sẽ ấn vào phất xuất bản. Xuất bản xong cái là video nó sẽ lên trên kênh luôn và các bạn có thể xem được luôn. Đó, bây giờ mình sẽ chờ một chút nhá. Khoảng 100% mình sẽ bắt đầu mình xuất bản cho các bạn thêm xem thử nhá. Rồi, bây giờ video của mình đã xử lý xong rồi các bạn nhé. Khi mà nó ở chế độ đã xử lý xong như này rồi thì các bạn có thể xuất bản được luôn này. Bây giờ mình sẽ ấn vào chế độ công khai và xuất bản luôn nhé. Mình sẽ xem lại một lần nữa này. Ở đây vừa nãy mình có chỉ cho các bạn cái các thành phần của video. Thì ví dụ ở đây nhá, nó sẽ có cái phần thêm màn hình kết thúc này. Màn hình kết thúc vừa nãy mình có chia sẻ với bạn này. Đây, như đây là một cái video của mình ở bên dưới màn hình này. Nó sẽ có hai cái video này. Đó. Thì mình sẽ tích và nhập từ video. Để có thể thêm được cái màn hình kết thúc thì các bạn phải có ít nhất tối thiểu là từ hai video trên kênh để các bạn lựa chọn. Như trên kênh này của mình thì vừa mới tạo xong, mình chưa có, thế nên mình sẽ bỏ qua phần này nhé. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ ấn vào phần tiếp theo. Rồi, và mình để chế độ là công khai nhé. Ok, mình sẽ chọn là xuất này, xuất bản này. Rồi, như vậy là mình đã đăng thành công một cái video trên kênh YouTube và cái đường dẫn này chính là đường dẫn của kênh. Bạn có thể sử dụng copy cái đường dẫn này để chia sẻ cho bạn bè của mình hoặc là đăng nó trên mạng xã hội hoặc chia sẻ ở bất kỳ nơi đâu để giúp cho video của bạn lan tỏa đến với người dùng. Đó, còn khi bạn kích vào thì các bạn có thể xem được cái nội dung
trên cái kênh này của mình. Ở đây thì mình đăng một cái video mẫu cho các bạn thôi, thế nên là cái nội dung của nó không có hề liên quan gì đến cái thông tin này nhá. Bây giờ mình ấn vào play này. Đó. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Nguyên. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn cái lý do mà Đó. tại sao bạn nên làm kênh YouTube ngay lập tức. Ok, như vậy là các bạn đã đăng thành công một cái kênh rồi. Và ở đây trên cái kênh này nó sẽ hiển thị ra các thông tin này, số lượt xem này, số người thích video của bạn này, số người không thích này. Đó. Và khi mà các bạn muốn chỉnh sửa bất kỳ cái thông tin gì ấy, thì các bạn có thể vào phần chỉnh sửa video này. Đó. Rồi các bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề hoặc là mô tả hoặc là các cái thẻ mà các bạn làm. Đó, màn hình kết thúc này, sau này khi các bạn có nhiều video các bạn muốn chèn thêm thì các bạn có thể thêm điền đầy đủ thông tin vào đây. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn được cách để tạo thành công một cái kênh YouTube rồi. Thì khi mà các bạn đã tạo thành công xong được cái kênh, các bạn muốn trang trí cho cái kênh của mình đẹp hơn, ví dụ như thay đổi về cái ảnh đại diện này hoặc là cái ảnh bìa của kênh ấy, thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần là biểu tượng này, tượng tùy chỉnh kênh này đó. Sau đó thì các bạn sẽ chọn này, thứ nhất là cái phần ảnh hồ sơ này, các bạn có thể ấn vào thay đổi để chọn bất kỳ một ảnh hồ sơ nào mà các bạn muốn thay đổi. Và cái hình ảnh biểu ngữ này nó chính là cái trang bìa của bạn ấy. Ví dụ như mình đã có một kênh YouTube nhá, mình sẽ cho các bạn xem cái kênh YouTube của mình nó có cái trang bìa như thế nào để các bạn đây, ví dụ như là cái biểu tượng này nó là trang bìa này, thì ở trong cái phần tùy chỉnh kênh của mình ấy, thì nó sẽ gọi là hình ảnh biểu ngữ ấy. Các bạn sẽ ấn vào phần tải lên này, thì các bạn sẽ lấy một cái hình ảnh bìa nào đó đẹp ấy, các bạn tải lên. Còn cái cách tạo ảnh bìa như nào thì trong video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để có thể tạo được cái ảnh thu nhỏ trên YouTube, hoặc là cái cách để các bạn có thể tạo được những cái hình ảnh bìa đẹp trên cái phần mềm Canva. Ok, thế bây giờ mình sẽ mô tả cho bạn nhé. Ví dụ như bây giờ mình sẽ tải lên một cái banner này, cái banner bất kỳ này. Đây thì mình sẽ tải tải mẫu nhé, mình cũng đây, ví dụ như này đó. Xong rồi mình sẽ ấn vào xong này, thì cái hình này nó chính là cái biểu tượng mà khi mà người khác, người ta truy cập vào kênh ấy, người ta sẽ nhìn thấy cái hình ảnh như này luôn. Đó. Sau đó thì bây giờ ở cái phần như này mình đã tải lên ảnh hồ sơ này, tải lên hình ảnh biểu ngữ rồi. Và cái hình mờ video có nghĩa là trong một cái video của bạn này nó sẽ có cái biểu tượng mờ ở bên góc bên phải này, thì các bạn có thể tải lên. Nếu các bạn có thể tải logo hoặc là tải cái hình ảnh khuôn mặt của các bạn đều được nhá. Đây mình sẽ tải luôn cho các bạn. Đó, ví dụ như này này đi. Đây nó sẽ có cái hình ảnh mờ này, thì các bạn muốn là nó hiển thị ở cuối video hay là mình toàn bộ video luôn đều hiển thị cái ảnh của mình. Đây mình cho vào toàn bộ video đi. Sau đó thì mình sẽ ấn vào phần xuất bản nhé. Rồi, như vậy là mình đã trang trí xong cái kênh của mình rồi. Bây giờ mình sẽ vào trang tổng quan này để mình xem lại kênh của mình. Bây giờ mình sẽ ấn vào cái biểu tượng tài khoản này, sau đó mình ấn vào kênh của bạn này. Đó. Thì đây, kênh của mình đã có nhá, hình ảnh đại diện này, trang bìa này và trang web này, Facebook này, Twitter và Instagram lúc mình đã điền cái lúc mà mình đăng ký luôn đấy. Đó, thì bây giờ là mình đã hoàn thiện xong một cái kênh cơ bản rồi. Còn đâu các bạn muốn tùy chỉnh thêm cái thông tin gì bất kỳ ở kênh ấy, các bạn có thể ấn vào tùy chỉnh kênh, sau đó các bạn sẽ sửa những cái thông tin liên quan. Ví dụ như là các bạn muốn giới thiệu về kênh như thế nào này. Đó. Hoặc là các bạn sửa những cái thông tin mà các bạn điền ở trên kênh ấy, thì các bạn có thể sửa ở đây. Đó, sửa về đường link liên kết này, hoặc là các bạn muốn thêm địa chỉ email. Đấy, các bạn có muốn thêm thêm địa chỉ email vào đây cho mọi người liên lạc này. Đó, các bạn ấn xuất bản. Ok, thì bây giờ mình ấn chuyển đến kênh nhá. Đây, kênh của mình nó sẽ như thế này. Mình sẽ xem giống như là một người bình thường đang xem một kênh ấy, thì vào đây nó sẽ có hiển thị như này. Ấn vào phần giới thiệu này. Đó, nó sẽ có một mô tả này, chi tiết này, xem địa chỉ email mình ấn vào đây. Đó, ok, nó chỉ đơn giản như vậy thôi.
Thì cái cách tạo kênh rất là đơn giản nhé. Sau khi có kênh rồi, các bạn muốn tải cái video nó lên, các bạn ấn vào biểu tượng cái logo ở bên góc phải này. Sau đó các bạn ấn vào YouTube Studio. Rồi, các bạn ấn vào cái biểu tượng tạo này. Đó, sau đó ấn vào cái tải video lên. Rồi, và chọn tệp và làm theo cái hướng dẫn mà vừa nãy mình có hướng dẫn cho các bạn cái cách để tải video lên ấy. Như vậy là đã xong các bạn nhé. Nó là một cái kênh hiện nay nó rất phổ biến hiện nay rồi, thế nên hầu như là ai cũng nên có cho mình một cái kênh YouTube riêng, có thể với mục đích là lưu giữ những thông tin hoặc là xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc là để kinh doanh trên internet, thì các bạn hãy bắt tay luôn để tiến hành tạo cho mình một kênh YouTube nhé. Rồi, trong video này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn thành công cái cách để có thể tạo được một kênh YouTube. Thì nếu như mà thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy like, subscribe kênh và ấn vào cái nút chuông thông báo để nhận thêm thật nhiều những cái video hướng dẫn về cái cách kiếm tiền online trên mạng cùng với những cái thủ thuật và giúp cho các bạn có thể phát triển được kênh cũng như là phát triển được cái thương hiệu của mình trên internet. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.